Tổng thống Ebrahim Raisi, vị lãnh đạo chống tham nhũng năng nổ của Iran, thừa kế nền kinh tế khủng hoảng, hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt. Vụ tai nạn trực thăng chở Tổng thống Raisi xảy ra khi Tehran vẫn chưa thể vượt qua các khó khăn về kinh tế lẫn thách thức an ninh, sau khi được lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan tư pháp vào năm 2019. Ông Raisi đã ngay lập tức theo đuổi các vụ án tham nhũng, chống lại các quan chức chính phủ và các doanh nhân nổi tiếng. Điều này đã góp phần giúp ông đắc cử vào năm 2021. Tuy nhiên, ông phải kế thừa một đất nước đối mặt với nhiều khủng hoảng. Áp lực lạm phát càng trở nên trầm trọng hơn, chạm mức 52,3% vào năm 2023 do giá trị đồng rial của Iran giảm mạnh. Hơn thế nữa, cuộc tấn công Đại sứ quán Iran vào tháng 4 năm 2024 khiến Tehran đáp trả bằng một cuộc oanh tạc trực tiếp chưa từng có vào lãnh thổ Israel. Tổng thống Raisi cũng có những phát ngôn đánh thép cảnh báo những hành động trả đũa của Israel. Trước động thái của Iran, Anh và Mỹ đã đưa công bố các biện pháp trừng phạt với một số quan chức quân sự và công ty Iran trong ngành công nghiệp thép, ô tô và máy bay không người lái, khiến nền kinh tế Tehran gặp nhiều khó khăn.